xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn quay trở lại với buổi trưa để chúng ta đến với một câu chuyện ngắn hay của tác giả nhật hạ có tựa đề là âm dương trích quái ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này chính ngọ ngày hôm đó tại một ngôi chùa cổ già dạ bạch thầy nhà con năm nay mất mùa thóc gạo chẳng có là bao Chỉ có mâm lễ mọn dâng lên chùa mong thầy nhận cho Tiếng của ông Tuất cất lên trầm khản giữa không gian ổn nã của một buổi trưa tháng 6 Nắng như đổ lửa hắt xuống ngôi chùa làng Đám khách thập phương đến đảnh lễ mặt ai nấy đỏ gay Vội vã trốn vào những gốc cây Nghỉ lễ hơi trước khi tiến vào trong đại điện Kẻ nào kẻ nấy mâm cao cố đầy lễ độc rất hậu Nó nhìn mâm lễ vòn vẹn bát gạo đỏ một thẻ hương và ít dầu đèn của vợ chồng ông Tuất, ai nấy đều rẻ biểu khinh bỉ ra mặt. Sư cầu lúc bấy giờ đứng đáp lễ khách thập phương, nghe thấy vợ chồng của ông Tuất thì quay lại chắp tay. Mồ Phật! Vợ chồng thí chủ hà tất phải lo sự ấy. Niệm phần cốt nhất ở cây tâm, trong lòng không còn tham sân si, là một lòng hành thiện tích đức, thì một bát cháo loãng cũng là công đức vô lượng. Mô Phật thí chủ đừng nói như vậy tội cho nhà chùa. Vợ chồng của ông Tuất ngờ ngập nhìn nhau Sư cổ vén tay áo cả xa Đưa lên mầm lễ Rồi lại cất dòng trầm bồn Của một bậc chân tu Đã mấy chục năm rời xa thế sự Mồ Phật Mầm lễ của người thành tâm Thật nặng tựa thái sơn Mời vợ chồng thí chủ Theo ta vào đại điện dân hương Nửa khắc nữa hãy ở lại Cùng nhà chùa dùng bữa cơm chay đạm bạc Ông bà tuất gật đầu Cùng thầy vào bên trong Bên trong đại điện ngập trong nhang khói cờ phướn rủ khắp nơi một không khí nghiêm trang trộm khắp nhà chùa người đi lấy chùa phật tầm này đã đông như mắc cười trong chính điện rộng rãi là vậy đã gần trăm người những người đã đi vãn cảnh chùa và tránh nắng ở gốc bồ đề đếm qua cũng gần mấy chục mạng giữa không khí trăng nghiêm ai nấy đều dầm gì khấn vái xì sụp cuối này chắc chẳng có gì hơn ngoài việc cầu cho một tháng mới thuận lợi và sự như ý ra cảnh toàn tài sức khỏe đến nhanh. Trên đại điện ánh hào quang của bổn sư thích ca sáng cả một vùng, một nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt người, thấy thật ấm thật an nhiên. Dân sòng mầm cúng thắp sòng tuần nhang, ông thất ngập ngừng. Bạch thầy việc nhà con... Như hiểu ra ý tứ trong câu nói sư thầy gật gù vút dâu quay sang gọi. Tiểu tỷ, còn tiếp chư vị thầy, thầy thầy, thầy có việc gặp riêng hai tí chủ đây thứ tiểu vâng giả chắp tay lạy thầy chặn dò các đệ tử vài điều sư cụ lui ra phía sau ông bà tuất cũng chắp tay vái một lại rồi tách khỏi đoàn người tiến thẳng vào khu nhà vườn sau đại điện theo bóng cả sa mạc màu của sư cụ xót ra bằng cây chén trà ngọt chát sư cụ đầy về vợ chồng của ông tuất cần phần của mình thì nhấm nháp buồn ngộm. sư cụ đợi cho chất đắng chát lan vào trong cuống hầm, chạy xuống dạ dày rồi mới trầm ổn cất lời mồ Phật Viện của bà cụ nhà thí chủ như vậy đã xong Yên ổn nhập mộ không có gì phải lo Ông bà Tuất mừng lắm vâng dạ gật đầu Vừa cây tránh trả trán lên miệng Ông Tuất lại đặt xuống rồi vẫn bằng giọng cung kính hỏi Bạch thầy vậy chẳng hay số vợ chồng con có hoài thay được không Nghe lời thầy vợ chồng con ăn chay niệm Phật hàng ngày Bà cụ thân sinh ra con trước khi mất cũng đau đáu một điều Ấy là chưa được bồng bế đứa cháu nội còn quả thật bất hiếu Vợ chồng ông Tuất lấy nhau Đến được 15 năm Khỏi phải nói hai vợ chồng nghèo nàn nhất cái làng vận đình này Dù cuộc sống thiếu thốn trăm bề giật gấu vá vai Thiếu sau hụt trước Nhưng chưa bao giờ người ta thấy vợ chồng của ông bà to tiếng với nhau Ông Tuất lấy nghề đóng gạch mộc thuê cho nhà cụ Lý Bân để làm kế sinh nhai Bà Tuất bám lấy khung cười kiếm đồng ra đồng vào vì là dân ngụ cư nên không được chia ruộng đất mà cũng chẳng có tiền để mua nổi một xào nhất là khi tiền làm ra bao nhiêu đều để thuốc thang cho bà cụ thân sinh đã ngoài tám mươi nằm liệt giường liệt chiếu hơn ba năm ròng rã bà cụ thân sinh ra ông tuất mới vãng xanh vào đầu tháng rồi tức là cách lúc này đúng hai tuần trăng trước lúc mất thì điều làm cho bà cụ buồn nhất là chưa có đứa cháu nổi bồng bế để rồi khi nhắm mắt xuôi tay Đấy ân hận đó chuyển sang ông Tuất Lời hứa với bà cụ lúc còn tại thế Lối lo lắng về hương hỏa tiền nhân Làm trông bà Tuất bao đêm trần trọc Đặc biệt là khi đã cưới nhau 15 năm bà chưa có một con Tuy rằng cuộc sống hòa thuận Vợ chồng hạnh phúc Nhưng thâm tâm tận sâu trong lòng của hai vợ chồng Vẫn có những điều khúc mắc Mà mỗi lần nhắc đến Thì không ai bảo ai đều làng đi chuyện khác Hai vợ chồng đã đi thăm khám biết bao nhiêu thầy lang trong và ngoài làng mà vẫn không được. Dạo năm mùi nghe lời của mấy người hàng xóm, hai vợ chồng còn xuống tận mạn xuôi để thỉnh thầy về cầu tự. Lại còn gõ cửa biết bao nhiêu trốn thiện môn nhưng vẫn không tỉnh. Thấy vợ của mình tất cả ngược xuôi ra trông vào ngóng thì ông tuất thương lắm. Đến khi mà không chịu được ông mới ngồi lại mà động viên vợ. Thôi buồn nó ngả. Con cái là lộc trời Bao giờ trời thương thì cho mình đứa con Còn nếu không thì số phận chúng ta hưu quạnh đừng cố làm gì Mỗi lần nghe chồng mình nói như vậy Bà Tuất chỉ biết gật đầu mà không nói gì thêm Nhưng mà trong thâm tâm bà biết chồng mình mong ngóng đứa con nối dõi Để sau này khi ông bà có nhắm mắt xuôi tay Thì còn có đứa chống gậy Còn có đứa mà hương lửa lúc khuất núi Nghĩ là vậy nhưng mà thói đời càng cầu càng không có được Thành thử ra là mấy năm nay Dù trong lòng vẫn cháy bỏng mong có đứa con Nhưng bà Tuất cũng hạn chế đi cầu cúng nhiều Hai ông bà lầm lỗi giống như là cái bóng ở làng Vạn Đinh Cho đến qua ngày đoạn tháng Có dân hương lễ phần cũng chỉ lên chùa làng chứ chẳng muốn đi xa Trở lại câu chuyện thực tại Nhấp một ngộm trà ngọt chát Nghe tiếng chuông ở chính điện ngân vang Sư cổ ôn tồn là một nụ cười hiền tử một Phật xin ngay về thí chủ thứ lỗi cho bần tăng cũng định chiều nay sau khi mà chư khách về vãn sẽ tìm đến gõ cửa thông báo tin vui tin vui à bạch thầy xin thầy thứ cho con vô phép quá sư cổ nhíu mày rồi gật đầu đáp Một phật bần tăng hiểu nỗi mong chờ của vợ chồng thí chủ nay xin đem tin cơ mật này ra báo đêm qua bần tăng tụng kinh đến canh ba thì ra vãn cảnh ngó xem chim tinh bẩn tăng thấy có một ngôi sao lạnh đang xuống đằng này trực chỉ hướng bắc hào quang tất liềm ở mé sông sự ấy đích thị là có quý nhân đầu thai chuyển thế tính toán ra thì phúc tinh rơi đúng vào nhà của vợ chồng thí chủ không sớm thì muộn cũng có tin vui mô phật ông bà tuất mừng lắm lại sư cụ như thế sao cả ba dì dầm chuyện trò những nửa canh giờ trước khi chia tay Sư cụ còn sai chú tiểu tạ gia đình ông bà Tuất một mâm trái cây thật hậu trước khi trở lại đại điện tụng kinh chỉ chú. Bắn đi một tuần trăng sau, lời của sư cụ quả nhiên ứng nghiệm, đó là bà Tuất thụ thai. Ông Tuất mừng lắm ra sức làm việc để lo cho vợ. Đêm nằm ông áp mặt vào bụng dì dầm nói chuyện với con, làm cho bà Tuất bật cười. Tiếng riêu rít trong căn nhà chỉ có hai vợ chồng già mỗi lúc một nhiều hơn. Cho đến tháng thứ sáu, ông Tuất hôm đó có việc ở đình làng để chuẩn bị cho hội tế thành hoàng. Thành ra chỉ có mình bà Tuất bưng mâm lễ lên cúng chùa theo thói quen. Vì bụng mang giả chừa bà Tuất đợi khi bớt nắng mới ị ảnh lê chân đi. Lên đến chùa thì bà Tuất thấy lạ vì chẳng thấy bóng dáng sư cụ cùng bầy chú tiểu đâu. Đặt mâm lễ lên đại điện bà Tuất tò mò đào dân hậu viên. Thấy sư cổ đang ngồi ở bàn đá, cạnh đó là bầy chú tiểu đứng chắp tay, ngó nét mặt của sư cụ đăm chiêu bà tuất tò mò chắp tay hỏi bạch thầy con đến cúng chùa mà không có thấy ai cho nên mạo bội ra đây có sự gì thì thầy sâu não vậy mô phật thí chủ lên đại điện để sơi miếng nước thú thần với thí chủ việc bẩn tăng đèn để ở trong lòng nói ra thì xấu hổ lắm bà tuất ổn lên một tiếng rồi gặng hỏi Bạch thầy có sự gì xin thầy cứ nói Để trong lòng làm chi cho nặng lòng Sư cổ thở dài trò tay sang bảy chú tiểu rồi lắc đầu Bồ Phật Sáng nay có duy nhất một người bán dầu lên chùa cúng quầy Người ấy phát tâm có cúng cho chùa một nắm tiền Còn để ở đại điện Bẩn tăng sau khi đi khất thực về mới biết sự ấy Bèn say mấy người đồ để đem tiền đi mua đèn dầu lại đem một nửa gia đình công đức để dân làng làm cái lễ cúng thành hoàng. Vậy mà khi tiến lại đàn lễ thì chẳng thích tiền đâu. Bà Tăng quả thật ấy náy, đích thị trong chùa có kẻ trộm. Bà tất hiểu ra sự việc nhưng nhất thời chẳng biết làm sao. Đột nhiên bà giật mình khi nghe bên tai có tiếng trẻ con trong chảo cất lên. Bù à, bù bảo sư cổ lấy bảy chậu nước ra đây, tất tìm thấy kẻ trộm bà tuất nghe tiếng nói bên tai thì giật mình ngó quanh lại ngó sang sư cụ với mấy chú tiểu nhưng thấy ai cũng nín lặng gục đầu bà tuất cho rằng mình nghe nhầm cho nên chẳng bận tâm nhưng mà tiếng nói ấy cứ lặp lại bên tai như là hối thúc bù ơi bù bảo sư cụ lấy bảy chậu nước ra đây tất tìm thấy kẻ trộm bà tuất thấy lạ nhưng vẫn hối. bạch thầy thầy bảo chú tiểu đem bảy chậu nước ra đây tất tìm thấy kẻ trộm Sư cổ chưa hiểu gì nhưng cũng sai bảy chú tiểu bưng lên bảy chậu nước. Bà Tuất chưa biết làm gì tiếp theo thì tiếng trẻ con lại vang lên. Bố ơi, tiền ấy là của kẻ bán dầu. Trên tiền ắt dính nhiều dầu lắm. Bố cứ bảo họ rửa tay vào chậu. Chậu nào nổi vắng lên thì đích thị là kẻ gian. Bà Tuất vội y như lời mách nước thuật lại với sư cổ. Hai mắt của sư cổ sáng rực. Quay sàng hối bảy chú tiểu rửa tay, Bảy chú tiểu chẳng hiểu đầu cua tay nheo Xong cũng vội vàng làm theo Quả nhiên một trong bảy chú tiểu Có cái chậu nổi đầy vắng dầu Sư cụ đanh mặt đều bộ đạo mạo bày sạch Thay vào đó là nét mặt hầm hầm giận dữ Tiểu thìn Hóa ra con là kẻ ăn trộm Thầy đã dặn con bao lần là không được nảy sinh gian ý Khai mau Tiền ăn trộm giấu ở đâu Thấy sư phụ cùng sáu chú tiểu khác đằng đằng sát khí Tiểu thìn hoàng quá mệt khai ra chỗ giấu tiền nằm ra đánh cho bốn roi tiểu thìn khai nhận tiền đó để đem đi ăn thịt uống rượu và đánh bạc sư cụ giận tưởng sắp hộc máu lại thêm sáu chú tiểu đốc nhiều lần bị phản oan cho nên đổ dầu vào lửa sau cùng sư cụ đành phải cho tiểu thìn hoàn lương về lại gia đình ở thành bắc sinh sống trước khi ra khỏi cầm tiểu thìn còn quay lại gào lên mẹ tin sư cái đám lửa chọc sau này ông mà giàu có ông quay lại đốt chùa giết sạch đám lửa chọc chúng mày. Sư cổ liền thở dài chắp tay niệm một tính Nam Mô mà không ngờ rằng 15 năm sau sư ấy quả thật là ứng nghiệm. Sư thầy nhìn theo bóng của tiểu thìn chép miệng lại chắp tay rồi bảo Mô Phật, để cho thí chủ thích cảnh xấu hổ này là thầy mà không dạy đồ đệ nghiêm đó là lỗi của bẩn tăng. Công may thí chủ mưu cao mới tìm ra kẻ làm ô uế trốn thiền môn Mô Phật. Bà Tuất lúc này mới sừng nhớ ra đem sự việc kỳ lạ ấy làm cho sư cụ cũng sừng sốt. Đến lúc này bà càng tin lời của sư cụ phán nửa năm trước rằng Phúc Tinh đất đầu thai vào nhà bà. Sau này con của bà nhất định sẽ làm nên công trạng Giảng danh tổ tiên dòng họ lý Văn này. Băng đi mấy tháng sau, lúc ấy là tầm 12 giờ đêm, làng Vạn Đinh 89 phần dân làng đã chìm vào giấc ngủ mộng mị một màu đen ảm đạm đến thê lương khi con mưa đêm sắp sửa ập tới bất ngờ làm không khí càng tăng thêm phần u ám và rợn rợn trăm ngàn đánh chớp phủ xuống ngôi làng xoay rõ con sông cái ì ọp vỗ sóng dòi tỏ cả bãi đồng mà với hàng trăm mô đất cao thấp khác nhau đủ hình đủ cỡ trên ngọn núi đầu làng điện thờ của đức phật vẫn sáng đèn nến sư cổ đang chắp tay sau lưng ngẩng đầu nhìn trời cao đôi lông mày bạc phơ chốc chốc lại khẽ nhíu lại, rồi giãn dài như chút bò được gánh nặng trong lòng. Cầm lúc đó Tài Chiến đi hướng ra cánh đồng chim trũng vào con sông Cái, có một ngôi nhà tranh vách đất ọp ẹm và siêu vẹo, cũng còn sáng đèn dầu. Bên trong căn nhà ông Tuất đang ngồi suốt ruột, đi đi lại lại quanh cửa buồng. Ngay từ sầm tối bà đỡ đất được mời sang vì bà Tuất có dấu hiệu chuyển giả. Vậy mà đã qua mấy canh giờ vẫn chưa sinh Lòng già của ông Tuất nóng như lửa đốt Ông hít đứng lại ngồi Lại phải chào vội vã Rồi lại ghé tay vào cửa buồng nghe ngắm được một trầm mông tiến đến bàn thờ Kính cẩn thắp lên tuần nhang thơm Và lâm dâm khấn Thầy bu sống khôn thác thiêng Thầy bu phù hồi cho vợ con vượt cạn thành công Còn Lệ khấn chưa dứt Thì bên trong buồng vang lên tiếng khóc oe oe Ông Tuất vội vàng chạy lại cũng là lúc tiếng của bà đỡ vang lên Đẻ rồi Con trai Con trai thằng Tuất ơi Ông Tuất mừng húm Xông lên vào bên trong run rẩy đỡ đứa con mới được bà đỡ lau sơ qua Ông Tuất mừng hơn bắt đường vàng Vậy là lời hứa với bà cụ thân sinh đã được thực hiện Và quan trọng nhất là sau 15 năm dòng rã, Vợ chồng của ông đã có một muộn con Mà lại là con trai còn đứa nối dõi Hương hòa dòng họ Lê Văn cũng không thất mạch Mấy đứa con ra khỏi bàn thờ Ông Tuất cẩn trọng nâng niu và cẩn cáo tổ tiên Bất thiện lình ở sau nhà hơn chục con gà mái tư Đồng loạt nghiến cổ gáy Đám đàn quả đen cũng không biết từ đâu bay đến là hàng rào hơn chục con xòe đám cánh đứng nhìn chòng chồng vào nhà và trời đêm bỗng rừng sáng rực ánh trăng rồi ban ngày còn đi đùng sớm chớp tưởng mưa đến nơi bà đỡ lắng tai nghe lại ngó lên thiên địa dị tưởng thì lẩm bẩm một mình gà mái gáy o o quả đèn cao đến hàng đàn trời đang chuyển sớm chớp đột nhiên sáng rực ánh trăng sự tượng này không hung không lành là thần phật một cõi hay ma quỷ một phương còn chưa rõ thiên hà sắp loạn một phen rồi Kiểu lúc đó thì sư cụ cùng một chú tiểu cũng tìm đến nhà, ngó nhìn đứa bé còn đỏ hòn sư cụ mừng lắm vội bảo. Mô Phật, bản tăng thức cả đêm để coi thiên địa nhật nguyệt, bên có quý nhân đầu thai truyền thế cho nên vội tìm đến để gõ cửa. Thế chỗ đưa bấu bé đây, bản tăng đích thân tắm rửa để tỏ lòng quý người tài đức. Vậy là ngay trong đêm thì một nồi nước nóng với lại lá hoa hồi được đun lên sư cổ vừa thấm khăn lau rửa vừa nhận nha đọc một câu nước lã mà vã nên hồ tay không mà nổi cơ đổ mới ngoan một phật từ đó căn nhà của ông bá tuất có thêm tiếng cười của trẻ con ông tuất thắp nhang thầm cảm tạ tổ tiên và trời phật vì đã cảm thông mà cho ông bà một muộn con dù tuổi đã ngoài tứ tuần nhưng cũng ấm lòng xem như còn níu đường thì hy vọng bồng bế cháu nội Hai vợ chồng đặt tên thằng bé là Lê Văn Chiêu và cùng nhau chăm sóc chỉ bảo con. Bắn đi 10 năm sau, thằng bé Chiêu lớn lên cũng như bao đứa trẻ khác. Duy chỉ có điều duy nhất làm cho ông bà Tuất tự hào với sóng làng. Đó là thằng bé Chiêu rất thông minh, mới 10 tuổi nhưng nó đã hỏng rất nhanh bụng đầy phi phú. Tứ thư ngũ kinh chư sử chỉ học qua một lần là nằm lòng, nổi danh thần đồng một phương Ông bà Tuất dù chẳng khá giả gì nhưng cũng dáng cho con đi theo thầy đồ đạt để học lấy cái chữ và thằng bé học nhanh lắm. Chẳng mấy năm thầy đồ đã dạy vốn tiếng chẳng còn gì mà truyền thụ. Ngoài tài học thì thằng bé chiêu còn rất năng lên chùa. Rồi chẳng xuất ra xong thằng bé rất thích nghe sư cụ giảng kinh kệ. Có những lúc nông nhàn hay hết bài tập, thằng bé còn xin ông bà Tuất cho mình cắp cháp theo hầu sư theo sư cụ đi cúng quẩy. Sư cụ có một người bạn tâm giao là thầy Quyết, một thầy cúng nổi danh màn kinh bắc mới về chùa ẩn cư lâu nay. Thế thằng bé chiêu khôi ngô đính ngộ tướng tá vi phạm thì đem tài học của mình ra truyền thụ. Những thuần xem mạch tượng bói chim tinh tầm long chốc mạch, định nguyện phân kim theo thời gian hàng chiêu đều nằm lòng. Thầm thoát đã trôi qua thêm 5 năm, Thằng Chiêu lúc này đã đỗ đầu kỳ thi hội chuẩn bị tham gia kỳ thi đình. Ngày lều chóng đi thi thì dân làng và sư cụ đến tiến đưa đông lắm. Người cho này chú ý kẻ biếu nắm xôi, kẻ cho quan tiền, ai nấy đều sụt sùi bịn dịn, không nỡ chia xa cậu học trò tài tuấn tú. Ông thất cảm mừng hết lời cảm tạ bà con, đoàn cầm thấy con trai mà căn dặn. Con trai của ta này đã khôn lớn, thầy bua sức mọn tài hèn không thể cho con lên kinh thì được cần phải nhớ hành sự cẩn thận khi đốt đạt làm quan phải năng hành thiện tích đức làm dạng danh liệt tổ liệt tông sư cổ trao cho một vòng châu xa chấp tay mô vật con lên đường bằng an chân cứng đá mềm phải nhớ là trong tâm có phật từ bi hì xa đặt lên đầu sư phụ của chiêu là thầy quyết trao cho đệ tử một con đỉnh nhân bằng gỗ Đường từ đây lên kinh xa xôi rượu vợi, Lại phải đi qua lắm vùng đất độc Con đem theo nó bên mình Ăn gặm giữ hóa lành Không ma quỷ nào dám kinh động Phải nhớ ma quỷ sợ nhất là học trò nghèo Chưa buổi ngồi chia tay Thầy bu và dân làng Sốc lại tay nải và rào bước chân Trên đường lên kinh trải qua xa xôi rượu vời Lương thực và tiền bạc sớm đã chẳng còn gì Lê Văn Chiêu đành phải ăn rau rừng Uống nước suối cho đỡ đói lòng Đêm hôm ấy khi đang trên đường đến một xa trăng nọ, Lê Văn chiều phần vì những độ đường, phần vì không quen thông thổ vùng này cho nên càng đi sâu càng lạc vào trong. Đang lay hoay chưa biết tìm đường ra thế nào thì từ dưới thùng lũng phát ra ánh đèn dầu le lói. Số là hôm ấy là ngày rằm vầng trăng tròn vành vạnh lư lửng trên không, soi dòi cả trên núi. Dưới cái ánh trăng vòng vật, đứng trên mỏm núi chơi chọi không một bóng cây. Lê Văn Chiêu có thể thấy đó là một thôn trang. Chưa đánh sáng yếu ớt đó đủ để xua tan bao nhiêu mệt nhọc. Cậu sốc lại cái gội che dạo bước tiến nhanh xuống thôn trang tính xin tá túc qua đêm. Cậu vào thôn làng có đặt một đôi chó đá thân cao một thước mốc xanh mốc đỏ. Dưới ánh trăng giảm đôi chó đá nhe răng dơ vuốt, phong thái cực kỳ uy nghi. Nhanh thấy bóng của cậu Chiêu tiến tới đôi chó đá đột nhiên dùng mình, ném nép ngoái sang nhìn nhau. Cậu chiêu đến cổng làng cũng đã thấm mệt. Dừng lại tại gốc đa cậu lấy bên hông ra một ống tre rồi mở nắp tu ngụm nước. Thế đôi chó đá tùy đã cũ kỹ rêu phong, song thần thái uy mãnh tột bục, cậu chiêu cảm thấy vịnh câu thơ. Quyền trọng ơn trên chấn cõi ngoài, cửa chim chem nghèm một mình ngồi. Quản bao xương tuyết nào chi kể, khéo giữ cao lương giữ chẳng này. Mà khách thị phi dương cháo mắt, những lời trần tục biến vào tai một lòng thờ chúa nghìn cân nặng bền vững ai hay cũng chẳng rời bài thơ vừa vịnh xong là thay hai con chó đá dùng mình hóa ra hai làn sưng trắng liền sau đó thì từ trong làn sưng trắng bước ra hai vị cao nên dâu tóc bạc phơ mặc quần áo nâu sồng đầu cúi bùa hành điều bộ cung kính cậu chiêu từ khi theo sư phụ của mình là thể quyết đi cúng bái thì cũng chẳng có sự gì lạ thấy hai vị cao niên cung kính cầu chiêu liền vội vàng chấp lễ đáp một cụ cao niên cất lời thánh nhân này dạo bước qua đây hai tiểu thần không đón tiếp từ xa xin thứ tội cầu chiêu liền xua tay nói bẩm cụ con là học trò nghèo vì lỡ đổ đường cho nên mạn phép đến làng ta xin tá túc chứ chẳng phải thánh nhân gì cụ nói như vậy tội cho con chết cụ cao niên còn chắp tay đáp bẩm thánh nhân Người vào làng này xin hết sức thận trọng Làng này có con rắn điêu tu tả lâu nay Phần chúng tôi chỉ là chức quan nhỏ Đến cả thổ địa chi thần cũng bị nó đánh đuổi từ lâu Này chỉ xin báo cho thánh nhân để cẩn trọng Lại xin thánh nhân hãy giúp một điều Đó là khi nào công thành danh toại Hãy bảo dân làng đừng phá chúng tôi Chúng tôi đã cảnh giữ làng này hơn 200 năm Vì không ai hương khói cho nên sắp bị đập bỏ Nói xong, hai cụ cao niên biến mất trong làn xương, để lại hàn còn chó đá uy nghi như cũ. Cậu Chiêu thiết sự lạ lắm nhưng cũng giảm bước vào làng vì đã quá khuya, thân thể mệt mỏi và xương xuống dày quá. Bà Thành Ngầm khổ khốc văng vọng khi cậu Chiêu đưa tay gõ vào cánh cổng gỗ đã trong nước sơn của một nhà nằm đầu làng nọ. bẩm cổ con làng học trò nghèo lên kinh ứng thi, nay đến làng ta thì đã khuya. Vì nhớ độ đường chẳng có thể tá thúc nhà cụ một đêm, sáng mai còn xin lên đường sớm. Mở cửa cho cậu Chiêu là một người đàn bà chừng ngoài lục tuần, đầu tóc hoa dâm, quần áo sọc sạch, nguồn sáng của cây đèn dầu cầm trên tay hắt lên khuôn mặt u sầu khắc khổ. Bà lão gật đầu rồi mở hành cầm cho cậu Chiêu. Trước lúc đóng cầm còn giáo giác ngó ra, cẩn trọng xem xét một lượt. Các nhà gỗ đơn sơ lại có phần siêu vẹo giặt một màu u ám sau khi đưa cậu Chiêu vào gian nhà nhỏ, bà cụ cẩn thận lấy cho cậu Chiêu hai cái bánh bao lót lầm. Nhà cậu ăn đi, ở hết đêm nay thôi sáng mai về lên đường sớm. Cậu Chiêu tạ lễ rồi vâng dạ, dạ bẩm cụ con xin đi ngay sáng mai, tất không dám quấy rầy cụ thêm. Bà lão biết mình lỡ lời liền vội xua tay, chết, ý già không phải như vậy đâu. Chỉ là làng này sắp xảy ra đại họa, cậu là người làng ngoài không thể để cho cậu liên lụy được cậu chiều bỏ cái bánh bao trên tay xuống đỡ lấy cái cốc trà nóng bà cụ mới rót rồi nói dạ bẩm cụ chẳng hay sự ấy là gì mà nét mặt của cụ sầu khổ đến vậy bà lão thở dài đưa vật áo chấm nước mắt rồi bảo trong làng này có con máng xà đất thành tinh là đã bắt rất nhiều trẻ con trong làng để ăn thịt sau cùng làng tôi cử thợ săn đi bắt nhưng lớn bại câu thương. con bán xà cũng bị thương và đám thợ săn đi tám về hai, chết mất sáu mạng. Sau cùng qua một bà đồng, con bán xà tinh bắt dân làng xây cho nó một ngôi miếu. Cứ cách sáu tháng đến ngày 18 âm lịch là phải cúng cho nó một đứa trẻ con để nó ăn thịt. Có thể nó mới tha cho làng này. Thêm việc hễ quá nửa đêm mà có người đi lại ngoài đường, sáng ra chỉ còn bãi máu tươi, nó cắn chết rồi xé xác. Vì vậy cho nên già phải bảo cậu ngay sáng mai đi kẹo oan mạng. Kẹo chiều sừng sốt nhầm tính. Có giống yêu quái hoành hành hạ cũ. Hôm nay đất độ 10 dằm, ba ngày nữa là 18 âm lịch rồi. Bà lão liền gật đầu. Làng này dù đau xót lắm nhưng nào dám trái lời. Ngày mai thể theo bốc thăm lì đến lượt ông tránh tổng làng này. Nhà cô ấy có hai đứa cháu trai lên bốn đúng là tạo nghiệp mà. Chào chiều ổn lên một tiếng câu nói gì thêm rồi xin phép ngán lưng ở ổ dơm. Tình mơ hôm sau cậu hối bà lão đưa mình sang nhà cụ tránh gấp. Bà lão dù chưa hiểu chuyện gì xong thì cậu học trò mặt mày khôi ngô, giọng nói đính đàng thì cũng tạc lưỡi dẫn sang. Sang đến nơi cả nhà cụ tránh đã có rất đông người, mặt mày ai nấy đều ủ rột, tiếng thở dài cất lên không ngớt bên trong nhà cụ tránh bà và, và con dâu ngất đi từ mấy hôm nay chỉ còn đông và mấy người con trai ngồi thất thần trong đau khổ có tiếng đứa gia nô vào bẩm bẩm cụ bà thắm đưa cậu học trò đến xin gặp nói là có cách diệt xả tinh trước khi cậu chiều đến làng làng này đất thịnh về bao đạo sĩ chư tăng xong chẳng ai trừ được cậu tránh sớm đắp buông xuôi xong còn nước còn tát cậu vẫn uể oải đứng dậy hành lễ chào hỏi nhắc thấy cậu chiêu mặt búng ra sữa nhưng đôi mắt gương nghị mặt vuông mẩy dầm cậu tránh cũng dấy lên một chút lòng tin kính cận mời cậu chiêu vào nhà của tránh vừa bế cháu trai vừa sụt sùi khóc thuật lại sự tình cậu chiêu trầm ngầm suy nghĩ điều gì mông lung lại bấm đồn tính toán và bảo cổ cứ cho dân làng giết bò làm tiệc ăn uống no nê ai về nhà nấy chỉ cần để lại đây ba người thanh niên gan dạ và sức vóc mười tám âm lịch cùng nhau giết chết thứ âm tà làm hại dân làng nghe nói lời quả quyết gia đình cổ tránh mừng lắm dẫu sao thì khóc lóc cũng chẳng có ích gì ngay trong ngày cổ tránh xài giết hẳn hai con bò khoản đái dân làng đánh chén no nê một màn từ tay chọn ra ba người trai đinh gan dạ khỏe mạnh một mặt đi chuẩn bị những thứ cần kiếp mà cậu chiêu đã ghi sẵn trong tờ giấy dầu đang đánh chấn hăng say trần trong nhà của cụ tránh xảy ra sự lạ thằng bé cháu đang nằm trên giường đột nhiên co giật hai con mắt lờ mờ không còn thần trí thằng bé lúc tỉnh lúc mê miệng của nó luôn mồm làm nhảm có một người với đôi mắt đỏ lòm đang gọi tên sân làng đứng đầy sân nhà cụ tránh nhưng tuyệt nhiên không ai xử lý được tình huống này Mấy ông thầy lang nhào đến trần mày cũng lắc đầu bó tay. Đầu lúc này cậu chiêu tách ra đám đông, tiến lại gần giường trò thằng mặt thằng bé. Có ta ở đây, yêu ma quỷ quái nào dám lộng hành. Đoàn rút đặt cây túi đeo bên nông ra tám cây đình bằng đồng đỏ, cắm dọc tám đạo huyệt trên người của thằng bé. Tay trái cầm thanh tam linh là một loại chuông gọi hồn nhỏ cỡ bàn tay lắc lên liên hồi, miệng lầm rầm đọc gì đó. Đứa bé không còn co giật nhưng bất chợt đứng dậy. Hai con người đỏ rực như lửa nhìn cậu chiêu trồng trọc, làm cho dân làng một phen á khẩu. Kiều Diêu rút bên hồng ra một con dao bạc, đoàn chấm mạnh vào không khí. Chính giữa đứa bé và cậu. Đứa bé đột nhiên đổ ập xuống, một lát sau thần hồn trở về nhập xác cất tiếng khóc ầm cả nhà. Thần nhân, đúng là thần nhân, xin nhận của nhà tôi một lại. Cậu chiêu đỡ cổ tránh dậy, nó dùng con yêu tinh nhãi nhép đến quấy phá cháu nội của cụ Nhưng mà bị con diệt rồi xin cụ đừng lo Con đã tính toán hết cả Nói rồi cậu móc trong gùi tre lấy ra một bút vẽ Một ấn sắc lệnh tam tình Cỡ bằng ba ngón tay vào tờ giấy dầu Rồi lại sai cổ tránh đeo lên cổ đứa bé cho yên tâm về phần của mình cậu chưa dùng ba chai đinh kia sắc diều ra phá miếu bắt hương đèn đến tượng thờ bằng đá cũng đập bể sạch đoàn sai bảo nhau ra về mất trốn dung thân ta không tin mày không tìm đến báo thù băng đi hai ngày sau ba người gia đình kia cũng được an bài ở nhà cụ tránh đêm nào cậu chia cũng dặn gia đình ông bà cụ tránh mua về ba thùng tiết lợn một để cạnh giếng một để ngay giữa cổng trước một để ở cổng sau lại xài bà gác gia đình ẩn thân chờ xem con tà xuất hiện tứ hướng nào. Về phần của mình thì điểm nhiên ngồi đọc sách rồi kinh nấu sử. Lúc cậu chiêu đang chăm chú đọc sách thánh hiền thì một trong ba người chay đinh chạy vào bầm báo. Cậu chiêu giang hiệu im lặng, càng tài lắng nghe thì thấy bên ngoài tiếng phát ra âm thanh kỳ lạ. Những tiếng ngực ngực như là tiếng người đang uống nước. Canh hai rồi ai còn uống nước mà sao tiếng động lớn thế nhỉ? Lẽ nào... Cậu chiều hé mắt ra khoảng sân gạch thì thấy một sự lạ. Chỗ trước giếng đá có một cái chiếc thùng gỗ cá lớn đang lay đậm, như có người vừa đặt xuống. Cho khoảng sân đất tuyệt lại chẳng có bóng sáng của ai. Cậu Chiêu giả bộ huyết sáo bước hẳn ra ngoài, lại gần chiếc giếng thì thấy thùng gỗ đã cạn trơ máu. Bên trên thùng còn ướt đẫm thứ máu huyết thâm xỉ. Xe ánh trăng lờ mờ một dòng yêu khí còn vương lại quanh đây cậu Chiêu lầm bẩm Ngày mai vừa hay là ngày nhất nguyệt phá chi tâm. Người nhà ngươi thích đùa giỡn với ta thì ta chơi cùng ngươi tới cùng. Tình mơ hôm sau cậu dặn gia đình cụ tránh sinh hoạt như thường lệ. Về phần của mình cậu bảo gia đình đem cái thùng gỗ vào buồng. Cậu móng trong tay áo ra bồn chiếc cường bắt quái nhỏ. Gọi là thanh linh chi giả vào bộ chiếc la bàn. phiền ngoài bọc bằng ngọc cầm thạch mà thầy quyết ban cho dạo theo thầy đi làm lễ gìm xuống dưới đáy thùng xong xuôi sầm tối hôm đó cậu lại sai đổ đầy một thùng máu heo và đem ra cảnh giết lấy một sợi dây thừng buộc vào đầu và quay thùng đầu kia kéo vào cửa sổ rồi núp sẵn trong vòng cầm chắc đầu dây quan sát ba người chay đinh kia được cậu phân phó cho ba con mã tấu Bà Thành má tấu này được cầu bôi nước tiểu đồng tử với ít máu gà đen, lại dằn nặn thân trên mái nhà. Khi nào nghe lệnh thì nhào xuống mặc sức chém giết. Với ba kẻ gan giả, phó nghệ đầy thân thì việc ấy dễ như ăn cháo. Quả nhiên chỉ nửa tuần năng sau con tà đã xuất hiện, đó là một con rắn lớn bằng cột nhà. Trên đầu của nó có một sọ người mọc nhìn cực kỳ quái dị. Con rắn tình nhìn ngó xung quanh rồi nhào đầu vào thùng máu hút lấy hút để. Cầu chiều phi thần ra khỏi cửa sổ, các mảnh dây thần đất tầm chu xa. Tức thì cái thùng kẹp chặt cổ con tà làm cho máu đổ ra linh láng. Kính chiếu yêu trong đáy thùng làm cho nó quằn quài đau đớn, gào rú lên làm mọi người trong nhà cụ tránh, đang nép trong góc cống phải kinh hại đại ướt quần con rắn tinh vùng với điên cuồng làm vút tung cái thùng gỗ hai con mắt trên đầu lâu đò rực nhắm hướng cậu chiêu nhào tới chém nó lời vừa thét lên ba bóng người phi thân xuống dưới ánh trăng tròn ba thanh mã tấu sáng lòa nhằm thẳng con rắn tinh mà bổ mạnh thanh kiếm trong tay của một người ghim trần chiếc đuôi xuống đất Thành thứ hai bầm ngàn thân con rắn tinh Còn thanh cuối thì bổ đúng cái sọ người nhô lên trên đầu của mãng xà Con mãng xà quặn người làm cho máu me văng ra khắp sân Chưa đầy nửa khắc Sau hàng trăm nhát chém nó mới chết tươi tại chỗ Sau khi thu phụng con rắn tinh Cô tránh cùng dân làng quỳ xuống dâng lên một mâm vàng tạ lễ Xong cậu chiêu xin đi ngay Vì ngày ứng thi sắp đến Chỉ xin một quan tiền đi đường lại dặn. Làng này có đồi chó đá canh ở cầm Các cổ đừng đập đi Đó là thần giữ của làng mình Các cổ nên lập miếu chịu khó hương lửa Tất sau này mọi tai nạn đều đã qua Còn xin đi ngày kẻo trễ Trên đường lên kinh cầu chiêu đất ra tay trừ bao ma quỷ Cứu giúp đường bao người Kể thì năm ấy Lê Văn Triều độ chức chẳng nguyên đường vô ban áo máu tiền bạc cờ võng lính hầu vào phong cho chức quan tổng đốc trấn tam giang ngày lê văn chiêu về làng dân làng mừng như hội từ sáng sớm đường làng đã được dọn khoang cờ phướn cắm dợp trời ai nấy áo máu trình tề ra tận đường lớn đón quan trạng làng vạn đinh mở hội ba ngày ba đêm mừng công quan trạng chiêu cũng là người hào phóng đem một phần tiền bạc vô ban ra cứu dân làng xây lại con đê ngăn lỗ chồng tu ngôi chùa cổ trong làng và xây báo hiếu thầy bu của mình một căn nhà khang trang duy chỉ có thể quyết về lâm trọng bệnh cho nên chưa thọ được ơn báo đáp điều đó làm cho quan chiêu xót xa chẳng những hiện lương quan chiêu còn là một người giữ chữ tín ngay ngày về làng quan xin thầy bu cưới hỏi cho mình cô nhạn là bạn thanh mai trúc mã từ bé Gia đình của Nhạn mừng lắm gật đầu tắc thành cho đôi trẻ trong sự chúc tụng của đôi bên họ hàng. Ở lại làng độ nửa tháng quan triều cũng phải đưa tùy tùng về trấn Tam Giang để nhậm chức. Ngày đi cả làng bị dịn chia tay quan, riêng ông bà Tuất và sư cổ thì mừng vui động viên. Đến trấn Tam Giang quan triều bắt đầu xếp lại lề lối vì trấn này nổi tiếng đoạn lạc. Đám nhà giàu sách nhũ dân chúng, thêm phường đạo tặc hoành hành lâu ngày, làm cho bao quan tiền nhiệm đau đầu nhức óc không sao giải quyết được. Bắn đi hai năm sau, sau khi giải quyết mớ đơn kiện tụng, thời gian lúc này đổ về nửa đêm, quan triều mệt mỏi trở vào trong buồng để nằm. Và đặt lưng nằm xuống quan bà đất thở dài trách cứ. Nhà quan mà sơ xác lương bổng năm nào cũng chỉ đủ chi dùng cho năm đó, chẳng dư giả gì. Ông thường nghiêm cấm người nhà không được tự ý giao thiệp với người ngoài, Ngày lễ Tết ai biếu gì từ chối Thế thì bao giờ mình mới khá lên được Thế vợ nói về gia cảnh Thì quan chiêu câu mày Phu nhân không còn nhớ thua còn đi cắt cỏ sao Cái ăn cái mặc giờ đây gấp đôi gấp năm ngày xưa Vậy mà còn muốn lấy của bất nghĩ làm dấu Quan bà từ đó không còn nói đến lợi lộc nữa Là quan trọng nguyên văn hay chữ tốt lại lắm mưu lược Quan chiêu mang trong mình cốt cách của một bậc nho xa Khiến nhiều sĩ tử yêu nước tài đức Sau khi mà kỳ thi tân khoan Đều đến ít kiến vị quan thanh liêm này Còn chiều mỗi lần gặp mặt Các tân khoan đều mời Một trầu rượu nhạt và bảo mấy năm đèn sách mới có ngày nay à, Tôi xin mừng cho các thầy Nhớ ngày sau được bổ dụng làm khoan Nên giữ giữ gìn Nhưng lúc tân khổ Chờ có xa xỉ quá Để mang tiếng xấu cho thanh danh Và phụ ý tốt của triều đình Sư quan thanh liêm quan triều còn ảnh hưởng đến cả đạo tặc Khi làm quan, quan thanh triều được dân thương mến Lại nghiêm trị thuộc lại Cho nên họ đều sợ Trong chấn nhiều trộm khi quan triều đến trộm bảo nhau Ông chấn thù là người nhân huệ ta phải tránh đi Chứ một vì quan như là Lê Văn Chiêu Những kẻ trộm cướp cũng rất mực kính nể Ngày xưa nói đạo tặc cũng phải có đạo Quả là không hề sai Năm bính dần nhà vua đi tuần Bắc Hà nghe tiếng dân chúng ca ngợi lê văn chiêu làm quan thanh liêm liền cho vời vào thành thăng long thăng chức vượt cấp đồng thời thường một dinh thự năm mẫu ruộng tốt 10 mẫu châu béo một đàn lụa quý trăm xe tiền vàng nhiều vô số giáp tết năm canh ngọ một hai chín mươi lê văn chiêu được cử làm trấn thủ ở thanh hoa các quan viên địa phương đều đến ít kiến ông Tết dịp tết thì một vị thổ ti đến ít kiến ông rất lâu xong việc dâng cho ông lễ hậu gọi là đến muốn biếu ông một ít của núi rừng lê văn triều khước từ và bắt vị thổ ti này mang quả về khi vị thổ ti này đang lừng khừng trước cửa nhà thì một đầy tớ ở dưới bếp chạy đến nói dối với quan rằng quan chiêu đồng ý lấy một nửa sau này quan chiêu phát hiện ra được thì tức giận sai chấm đầu người đầy tớ nhiều người khuyên can đến mấy cũng không được Xong việc này quan chiêu lên triều Trình bày và chịu tội trước chiều Vua cho rằng ông làm vậy để khuyến khích Việc làm quan thanh liêm đã đúng Nhưng việc giết đầy tứ thì phạm luật Cho ông giáng bà cấp Nhưng vẫn hưu chức cũ Một lần Lê Văn Chiêu cùng các đồng liêu Đi xét án Thấy có tin trộm đã thú tội rồi Mà vẫn còn bị tra tấn đông bèn nói Chúng nó vì cùng cực Nên phải làm việc gian phi Đêm khuya xoay tường khoét vách Khó nhọc mới lấy được tiền của người ta nó đã, đã nhận tội thì cứ chiếu theo luật mà trị Hà tất gì vẽ vời thêm Thử hỏi ở các nha môn Có những kẻ trên nhà cao ngồi nệm Dựa gối Giữa ban ngày vẫn gọi bút Mà làm tiền người ta không chút khó nhọc Các người ấy sánh với bọn trộm khắp kia Ai tội nặng hơn Nghe quan triều nói vậy Ai nấy đều giật mình Nhưng cũng chính việc làm nhân đức Tính cách cương nghị thanh liêm đó Lại biến quan triều thành cái gai Trong mắt của quan thượng tư bộ lại Trần Văn Khảm cha vợ của tên lý văn thìn chính là tên tiểu manh tiểu thìn trong chùa năm nào tiểu thìn sau khi rời chùa nhờ vào tài buôn bán kinh doanh sau chục năm đã phất lên thành bá hộ một vùng lại nhờ vào luồn cúi đút lót cửa sau nên đã được làm chức chi huyện nhỏ nhoi sau cùng thì ngon lên chức giám mã cho triều đình và khom lưng uốn gối làm quân rể quan thượng thư tình khảm sau khi nghe cha vợ phiền não về quan chiêu thiền cho người điều tra hành tung gốc các và nỗi hận lại càng thêm hận vì biết quan chiêu là người ở làng vạn đinh tin tình báo truyền về quan chiêu khi đỗ đạt đã xây dựng lại làng trùng tu chùa chiền và cải tạo đời sống dân điều đó càng làm cho thìn tức sôi máu bỏ ra một số tiền cực lớn thìn thuê đám ác tặng về để giết cha mẹ ruột và cha mẹ vợ quan chiêu đốt chùa giết sư phá cả tượng thành hoàng sau một đêm gây ra một cơn mưa máu gió tanh Tin đồn ấy đến quan chiêu thì ngay trong đêm quan điển thét lính về làng. Thấy nhà cửa đổ nát chùa chiền tan hoang, sư cổ bị chém cụt đầu sắc một nơi đồng một nẻo. Quan chiêu gần như hóa điên. Quan bà chứng kiến cảnh thầy bu của mình chết oan, quỷ trước bốn ngôi mộ của thầy bu hai bên dập đầu vào bi đá quyền sinh tại chỗ. Sau biến cô ấy, quan chiều dù chưa biết kẻ thù ác là ai, nhưng mà ngày đêm tự trách bản thân gián tiếp gây ra cái chết cho người thân sức khỏe suy sụp thần trí loạn cao cao quan xin vua cho mình thoái quan vi dân ngày ngày phiêu bản giang hồ cùng một tiểu đồng để hành thiện chuộc lỗi bắn đi 6 tháng sau sau ấy thiên hạ mới trải qua nạn châu chấu phá hoại mùa màng cho nên lương thực khan hiếm hai chủ tớ của quan chiêu đói vàng con mắt lắm hôm phải uống nước lã cầm hơi hoặc là ăn rau rừng cho đỡ sốt ruột dẫu vậy gặp cảnh cương hàn vẫn sẵn sàng sang tay cứu giúp đã nghèo lại còn mặt dịp hơn. Cho đến tháng 7 âm lịch năm nhâm thìn 1292, hai chủ tớ lưu lạc đến phủ Trần Gia. Sinh thời khi còn đương vị, quan chiêu và trần huyện lệnh ở phủ Trần Gia, vốn dĩ đã có mối giao tình rất tốt. Cắm cảnh bạn mình lang bạt kỳ hồ, trần huyện lệnh ngỏ ý muốn tìm một công việc di chứng của mình giúp bạn. Như vậy ít ra chủ tớ cũng có chỗ dung thân, nhưng mà không ngờ khi xếp lại đã không còn dư biên chế nữa huyền lệnh trần không thể sắp xếp được công việc cho bạn ngỏ ý muốn giữ lại trong nhà nuôi ăn ở xong quan triều không muốn phiền bạn của mình ta túc lại ba ngày là xin dứt áo ra đi trần huyền lệnh là một người thanh liêm trong nhà tiền bạc cũng chẳng có bao lại biết tính quan chiêu thẳng thắn không chịu ngồi không ăn không sau cùng đành cho chủ tớ quan chiêu một khoản tiền làm chi phí sinh hoạt Khoản tiền này không được nhiều, đi thêm quãng 500 dặm, cả hai chủ tớ đành phải ở tạm di cẩn miếu trong huyện thành. Chủ tớ hai người cũng không mang theo hành lý gì, nhìn như người hành khất. Trong tay chủ nhân không có nhiều tiền, tiểu đồng phải xin cơm tăng nhân trong miếu. Lâu dần tăng nhân phát hiện ra rằng, mỗi khi tiểu đồng si đi cơm, đều chỉ xin đủ cho một người ăn liền hỏi. Lẽ nào chủ nhân nhà ngươi không ăn cơm? Tiểu đồng lúc này bèn đáp Chủ nhân của nhà tôi vẫn chưa thức giấc Nếu đợi chủ nhân tỉnh dậy Mới được ăn cơm thì tôi chết đói lâu rồi Mong người từ bi chia cho tôi một chút cơm Tăng nhân cảm thấy kỳ lạ Sao có người ngủ nhiều được như vậy Ông liền hỏi tiếp thì được biết Mỗi lần quan chiêu ngủ đều ngủ liền một mạch 3 đến 5 ngày Thậm chí là 8-9 ngày Có khi thức giấc rồi nhưng vì thấy mệt quá Cho nên lại ngủ thêm hơn ngày nữa vì vậy Quan Chiêu thường xuyên bỏ cơm. Tăng Nhân cho rằng Quan Chiêu mắc chứng thèm ngủ, sợ ông ta chết trong miếu cho nên muốn tìm khách đuổi đi. Nhưng Tiểu Đồng đảm bảo chủ nhân của mình hoàn toàn khỏe mạnh, không có vấn đề gì về sức khỏe. Nhờ vậy chủ tứ nhà họ mới được ở lại tiếp. Một thời gian sau Tăng Nhân và Tiểu Đồng trở nên thân thiết. Qua lời nói của Tiểu Đồng Tăng Nhân mới biết, Thế ra Quan Chiêu mặc dù là người trần nhưng lại đảm nhiệm chức quan dưới âm phủ. Thể xác ngủ liền mấy ngày nhưng thực chất là nguyên thần đi xuống âm phủ làm việc. Dưới âm phủ có rất nhiều án, cách vài ngày lại phải xuống một lần. Đa phần đều là người trần trốn tội cho nên phải chịu phán quyết ở đó. Tăng nhân càng hiếu kỳ hơn, luôn luôn túc trực bên cạnh mỗi khi quan chiêu thức giấc. Lần nào cũng hỏi quan chiêu giữ chức quan nào dưới âm phủ, hàng ngày phải xử lý những vụ án nào. Nhưng quan chiêu hầu như không đáp. Tân nhân liền hối độ tiểu đồng, tiểu đồng trả lời. Chủ nhân có một chiếc dương nhỏ, hàng ngày khóa rất cẩn thận, chắc chắn có thứ gì quan trọng ở trong. Đợi chủ nhân ngủ say chúng ta cùng mở ra xem. Sau đó hai người bọn họ đợi quan chưa ngủ say, rón rén mở chiếc dương. Nhìn thấy bên trong có rất nhiều hồ sơ án, phán quyết trên đó công bằng nghiêm minh. Tân nhân lén lút sao chép lại một vài vụ án đã thông qua phán quyết một quyền án liên quan đến gia đình họ phạm tại một huyện ở kinh thành người vợ không thể sinh nở cho nên người chồng nạp thiếp và sinh được ba người con trai khi người vợ qua đời thì người con trai cả hơn hai mươi tuổi con trai thứ mười chín con trai út mười bảy ba đứa con trai vì tài sản nên là hợp mưu lừa cha đến nơi hoàng vù để giết chết Tiểu thiếp miêu thương nhân nhượng cho ba đứa con bất hiếu, chẳng những công báo quan mà còn nói rằng chồng đi xa để mà che giấu. Người cùng làng tức giận nhưng sợ phiền phức cho nên không ai báo lên. Mấy năm lại trôi qua người con trai thứ hai lấy con gái của một nhà làng bên cạnh. Gia đình bố vợ giàu có sung túc, ba anh em nhà họ phạm thường xuyên vòi vĩnh, thậm chí lừa gạt tiền bạc nhưng thu được không bao nhiêu. Ba đứa con bất hiếu bàn bạc một lúc chúng muốn dùng cái chết của mẹ lừa bịp gia đình thông gia đứa con thứ ép mẹ uống thuốc độc nhưng bà ta không chịu con trai cả liền đe dọa bùa già rồi sống có vui vẻ gì chứ buổi chết đi như vậy chúng con hậu táng cho bu chẳng phải là tốt hơn sao bà sợ hãi run rẩy van xin tha mạng nhưng ba đứa con không thèm quan tâm chúng thẳng tay túng đầu của bà đổ thuốc độc cho bà uống khi thuốc độc phát tác chúng khiêng bà tới nhà bố vợ của người con thứ thì bà đã chết Người bố vợ liền viết cáo trạng đến quan phủ Quan phủ trách nặng ba người con trai Vì tội lừa gạt tự sát Bắt họ về mai táng cho mẹ Vì vụ việc quá lớn cho nên Quan viên không chịu gánh trách nhiệm Cũng không truy xét đến cùng Tại chúng đó ngay dưới mắt vua Nhưng quan trường hủ bại Người bố vợ vì chuyện này cũng buộc Phải hối lộ cho quan viên Tiêu tốn không ít tiền của gia đạo Từ đó lụi tàn Ba người con bất hiếu chôn cất mẹ chuyện này đã kết thúc ở nhân gian như vậy. Tuy nhiên theo luật pháp âm phủ, hành vi của ba người này giống như con kiêu con kinh. Phải bị lăng trì sự tử chuyển sinh năm kiếp làm lợn, phải trải qua mọi đau đớn. Huyện lệnh ăn hối lộ bỏ qua vương pháp và chịu hình phạt phanh thây. Còn rất nhiều hồ sơ ghi chép án khác, có nhiều vụ án rắc rối, tăng nhân không sao chép lại. Quan Chiêu thức giấc biết được có người xem trộm ghi chép của mình, liền đánh mắng tiểu đồng một trận. Sau đó ông gọi tăng nhân tới trách móc to gan làm càn, sẽ phải chịu đựng trừng phạt của quan âm phủ. Tăng nhân sợ hãi quỳ dạp người xuống xin tha mạng, quan Chiêu nói, Ngài tiết lộ cơ mật của tôi liên lụy không ít đến tôi, dù sao cũng bị ngài xem, tiếp tục giấu giếm không ích gì. Cảm viên ngài nói với mọi người, làm việc xấu có thể may mắn thoát được hình phạt của trần gian, nhưng chắc chắn không thoát được sự trừng phạt của âm phủ. Con người nên hành thiện tích đức, đừng nên cho rằng làm việc xấu thì thần không biết quỷ không hay. Ngày hôm sau thì quan chiêu cùng tiểu đồng rời khỏi miếu, không ai biết họ đi đâu. Cho đến buổi âm mưu hôm đó, hai chủ tớ quan chiêu đến một ngôi làng nọ, thì dông tố đã răng kín trời. Cực chẳng đã hai chủ tớ về gõ cửa xin tá túc tại một nhà người đàn ông. Gia chủ cũng là người hiền lành, có tính quý người, cho nên niềm nở tiếp đón bằng mâm cỗ rất hậu. Qua chén rượu quan chiêu được biết gia chủ tên Nguyễn Trung Đạt, tuổi đã cao sắp ngũ tuần mà chưa đỗ đạt gì. Đường khoa hoàn không thấy hành thông sáng sủa, dù bản thân văn chương một bụng, thi phú một bộ. Gia chủ đã mời một thầy địa lý phương Bắc về nuôi để tìm giúp cho một ngôi đất phát về khoa cử. Nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu, tiêu tốn rất nhiều vàng bạc. Quản triều thấy gia chủ là người khẳng khái, không chia bai thân phận rách dưới của hai chủ tớ cho nên mạo muội bảo. Nếu ông không chê thì để ta thăm mạch cho. Hỏi thầy ta còn sống đã truyền cho ta phép phân kim định huyệt. Khả dĩ có thể xem bó ra một mảnh đất tốt, sau đó chỉ cần táng lại mộ tổ vào đó là xong. Ban đầu thì ông đàn còn bất ngờ về lời đề nghị đó, xong ông chợt nhớ ra rằng những người lang thang dáng dấp lữ khách thường giỏi một ngón nghề gì đó cho nên gật đầu đồng tình xin đáp lễ thật hậu Tại túc tại nhà của ông đạt đêm trước sáng hôm sau quan chiêu cùng tiểu đồng đi khắp nơi trong vùng nhưng phải tròn một tuần trăng sau mới tìm được ngôi đất ưng ý cho gia chủ nhưng mà lại chưa tìm được ngày táng cho nên phải đợi gần ngôi đất ấy có đặt một khu chợ lớn có một người đàn ông bị điên hay là mắc bệnh cùi hay lân la xung quanh chợ xin ăn trước ngày táng mộ tổ nửa tháng thì ông đàn vào ngôi đất đã định thì người ăn xin điên ấy lại dựng chiếc lều ngay đúng chỗ đất đã chọn của gia đình để hắn đi không đi cho tiền gạo dỗ dành quát nạt nặng nhẹ hắn chẳng chịu ông đàn bèn nói tôi sẽ cho anh ruộng đất nhà cửa để anh đi chỗ khác chả hơn ở lại chỗ này suốt để ăn xin Và lại tôi nuôi thầy tìm đất đã hơn một năm nay sắp đem hải cốt tổ tiên táng vào chỗ này mà anh làm vậy hóa ra chẳng thiệt thòi cho tôi lắm sao nhưng mà khổ nỗi người điên ấy lại có tính cố chấp khăng khăng không chịu nghe lời ngọt nhạt của ông đạt Bây giờ ông có một người em gái tuổi đất cập kê rất có nhan sắc mà lại chưa lấy chồng người điên ấy xin cũng biết tới tính tâm của cô hắn liền nói ông có cô em gái xinh đẹp nếu cho tôi được giao hoan một lần Thì chẳng cần tiền bạc nhà cửa hay ruộng vườn Tôi sẽ rút lều đi ngay Nghe vậy ông Đạt lấy làm bất ngờ Vì không ngờ lại dám nói ước muốn không tưởng Ăn mày đòi ăn sôi gấc Nhưng lại nghĩ đến đất tốt sắp ngày táng Mà việc cứ tề đình mãi thế này Thì không biết làm sao Ông bèn khất với người điên để về hỏi ý em gái Về nhà sau bao hồi suy nghĩ ông Không đành lòng nói cho em biết nhưng mà ngày hợp táng đã gần kể mà kẻ điên vẫn cắm lều ở ngôi đất ấy không chịu rời đi chẳng biết làm cách nào hơn ông đạt bèn gọi cô em gái lại bảo nay anh à, sắp làm một ngôi đất mà cái thằng củi đó cố chấp một mực không nghe ờ à, cho quần nà gì hắn cũng không nhận mà chuyển đi lại muốn chuyện đấy anh thì anh nhất định không đồng tình mình đỗ đạt làm quan thì vinh hiển cho tổ tiên xong đem người thân đi cho thằng củi giày xéo đọa đầy thì tội trạng lớn lắm còn chiều ngồi nghe chỉ gật gù vút dâu Ngay trong đêm đó người điên đó đột nhiên phát bệnh chết Sáng hôm sau ông Đạt cùng quan chiêu ra gặp lần cuối Cốt để thương lượng nhưng thấy tin cùi đã chết Và nào ngờ chỉ trong một đêm xác người điên đã được mối đụn lên lấp kín thành mộ Ngôi đất mà nhà ông Đạt bao lâu nay tìm kiếm có hình hỏa tinh lớn nở miệng Trước mặt có một con sông chia ra làm ba nhánh Phía bên bờ sông chỗ hỏa tinh mở miệng thì mộ của người điên chết ngay phía trên. Ông Đàn thấy mối đất đùn thành mộ nghĩ đó là mệnh trời cho nên công đảo mộ người điên đến táng chỗ khác. Quan Chiêu sau khi quan sát thấy đất mới rồi bảo, nhà ông đào mả nó lên, đem xác táng vào nơi khác rồi chuyển mộ tổ vào đây là được, cớ gì phải âu sầu như thế. Ông Đàn liền lắc đầu, bẩm thầy là việc làm ác đức ấy thứ cho tôi làm không nổi. Lúc này Quan Chiêu mới phút dâu cười lớn, ta chỉ thử lòng nhà ông thôi thấy ông đây quả thật là người tài đức vẹn toàn tâm mách nước cho ông một việc mộ tổ nhà ông đã nằm bờ huyệt rầm vì thế cho nên gia cảnh mới giàu sang vạn bội ngàn nỗi mộ xoay sang hướng bây giờ chỉ việc xoay về hướng đông nam là vạn sự hanh thông sở cầu như ý ông đàn biết đây là cao nhân cho nên vội vàng làm theo xa đêm mó thầy trò quan chiêu cũng rời đi không động tĩnh quả thật kể từ khi xoay lại hướng mộ tổ sức hỏng của ông đạt cũng ngày một tấn tới đến khoa thi năm bính ngọ thì ông nguyễn trung đạt đứng đầu bảng vàng quay trở lại hoàn cảnh của tiên nắc nhân đã tắm máu người thân quan chiêu đó là lão thìn sau khi hạ bệ quan chiêu giải được mối hận trong lòng cha vợ và xóa được thủ xưa nhà vợ luồn lách và đút lót lại thêm cơ cánh của nhà vợ lớn quá cho nên tên thìn được điều về nhậm chức tổng trấn tam giang vốn là chức quan khi xưa quan triều đảm nhận. Về nhầm chức tại đây thì mặc sức hạch sách nhũng nhiễu để đầu cưỡi cổ dân chúng. Với tính cách tàn bạo thêm thói tham ô tài sản, lão thiền sẵn sàng hình phạt nghiêm khắc với dân. Đến một nông lão lưng gồ già nua cũng bị ông ta sai người đánh chỉ vì chút chuyện nhỏ. Có quyền hành trong tay lão thiền còn dám ra tay giết người, bởi vậy không ai dám phạm tội. Thế là lão lại có được danh tiếng là biết cách quản lý, Mỗi lần lão thìn đi ra ngoài đội lính hầu của lão ta đều bắt mọi người phải im lặng. Có người sợ phải đóng cửa ở trong nhà. Người nào đi trên đường mà nói cười quá lớn đập tức sẽ bị đánh cho đến chết. Những tưởng cuộc đời cứ như vậy thanh thang không có gì có thể cản lại bàn tay nhúng máu của lão. Thế nhưng không, những cái sự việc kinh hoàng bắt đầu tìm đến. Cho 5 năm kể từ khi lão sai người giết thầy Bu Quan Chiêu còn đốt chùa chặt đầu sư cụ Số là dạo gần đây lão thịnh qua lại với một à đàn bà quá chậm có nhan sắc. Đêm đó sau khi trẻ chén no say, lão cùng ngài nhân tình bảo nhau đi nằm. Nằm được một lúc cũng không thể ngủ nổi. Lão dựa bước ra hàng hiên ngồi hóng gió vì đêm nay nóng bức quá. Ánh trăng mờ ảo của đêm tháng 7 tỏa ánh sáng lờ mờ xuống sân gạch rộng thanh thang. Đang phành cây cúc áo quạt phành phạch, chờ lão nghe thấy tiếng cốc cốc như tiếng gõ mõ tụng kinh. Lão thìn căng mắt nhìn thì chẳng thấy ai, Lão lẩm bẩm câu gì trong cổ họng rồi đang tính khép cửa đi vào thì ba tiếng như tiếng nước nhỏ giọt khẽ rơi vào chán. Theo phản xạ thì lão giơ tay quệt đám nước mà lão định thần là xương trên mái nhà thì một giây thoáng qua lão gầm người ói mửa vì thứ chất lỏng dính nhớp nháp đó bốc mùi hôi thối tượm lợm lão nhìn theo thói quen định ngửa cổ lên chửi đồng vì nghĩ con gì vừa phóng uế lên đầu của mình Tính trời rồi chưa kịp cất lên lão đã ú ớ, sám huyết mặt mày vì trên xài nhà, cách chỗ lão đứng chỉ mấy thước, xác sơ cổ đang châu lơ lửng ở trên. Hai chân quắp chặt xài nhà làm cái xác lộn ngược đầu, khuôn mặt phù thũng ngửa lên đối diện mặt lão. Từ hai hốc mắt với hai con người đang lội tướng ra, một chất dịch nhảy nhụa khẽ rớt ra rồi bắn vào miệng của lão. Lão thìn kinh hãi hết lên rồi ngồi bật dậy, hai mắt đảo như giang lạc mồ hôi túa ra ướt đẫm tấm áo chẽn nhận ra chỉ là giấc mơ nhưng giấc mơ thật đến nỗi lão vẫn nghe thoang thoảng mùi hôi thối đến đậm giọng trong không khí và căn nhà gỗ đêm nay có phần ngột ngạt bí bách đang miên man suy nghĩ thì những thanh âm cốc cốc lại tiếp tục vọng đến trong không gian u tỉnh không một tiếng động tiếng gõ mõ lại càng chói tai vạn lần tình thần lắng tai nghe thì tiếng động đó phát ra ở sân gạch trước nhà toàn thân của lão ướt đẫm mồ hôi không gian căn nhà đêm nay ngột ngạt như cái quan tài thu nhỏ lão run rẩy quay sang gọi ả à nhân tình dậy ả à nhân tình đang ngái ngủ thấy lão gọi thì cũng uể oải mở mắt này bà có nghe tiếng gõ mõ không không làm gì có ông ngủ mơ à rõ ràng là có tiếng gõ mõ tiếng nghe mà rợn hết cả tóc gáy ả à nhân tình lắng tay nghe thì tuyệt không có tiếng nào quay sang nhìn lão một người bản tính hung hăng như quan thiền mà từ lúc nghe thấy tiếng gõ mõ bỗng dưng biến thành người khác với những sợ sệt không cho giấu nổi thì chắc hẳn sự việc đó có thật và có ma lực gì ghê gớm này bà bảo trên đời này có ma quỷ không có thế nhưng mà chẳng phải ai cũng thấy đâu ông thôi ngủ đi còn sớm ông mơ mộng linh tinh đi thôi lão thìn thở dài nhắm mắt lại lần này lão mới cảm nhận rõ thế giới u minh đã có thật và đêm nay không có ải nhân tình chắc chắn lão đã chết giấc vì hãi hùng Bên ngoài gió bóng thổi mạnh lên Len qua khe cửa sau nhà rồi trong chốc lát Tiếng mưa rơi nặng hạt chân lẫn những hồi sấm vang dậy Và những hồi chớp sáng rực ngoài cửa sổ Lão Thìn ghét dùng mình vì lạnh Bà ơi có cần đóng cửa sổ lại không Tôi sợ mưa nó tạt vào nhà Để cho mát Mưa kiểu này không có lâu Tí nữa là nóng sực lên cho mà coi Lão Thìn nằm xuống dở mắt ra cửa sổ Xe ánh sáng nhập nhọn của ngọn đèn dầu nơi đầu giường Lão trông mắt nhìn rồi kêu thét lên Vì đứng lù lù bên ngoài cửa sổ là sư cổ với cần cổ còn nguyên viết chém Tay cầm mõ gõ cộc cộc Sau lưng sư còn có mấy bóng đen thấp thoáng đứng nhìn chồng chọc, chọc vào trong Lão Thịnh rú lên rồi ngất liệm Ngay trong sáng hôm sau Lão Thịnh một đoàn chư thăng về nhà cầu cúng May mắn sao sự việc quái đàn không còn xuất hiện Bẵng đi hai tháng sau Lão trở lại với thoái hách dịch cố hữu mà không hay đại nạn đang lâm đầu. Mùa thu năm đó thì lão thìn ra phố đến Nam Ngũ Môn, trên đường nha dịch lớn tiếng quát tháo để dẹp đường. Lúc này có một ông lão lưng gù đội mũ vàng quần áo rách dưới, cầm theo một cây gậy. Lúc đi ngang qua đường người hầu cưỡi ngựa lớn tiếng quát tháo cũng không thể cản được ông. Lão thìn thấy như vậy lệnh cho bọn thủ hạ bắt ông lão lại, đánh cho hai mươi gậy. Đánh xong ông lão đội mũ vàng vất tay áo bỏ đi, dường như không cảm thấy đau đớn chút nào lão thiền cảm thấy kỳ quái liền gọi một người hầu có kinh nghiệm âm thầm quan sát ông để xem ông có nói gì không lại cho người hầu đó một đôi chiếc mũ màu vàng giống như vậy tên người hầu cứ bám theo ông lão đến khi tận mặt trời lặn chỉ thấy ông lão đi băng qua bát lăng lý đi về hướng nam vào một con hẻm nhỏ nơi đó có một tấm gỗ chắn ngang làm cửa đây chính là chỗ ở của ông lão mũ vàng Tên người hầu theo sát ông lão đi vào cửa, lúc này có mấy người đội mũ màu vàng đi xa. Rất kính cẩn bái kiến ông lão còn nói, Trần Quân vì sao đến trễ vậy? Ông lão liền đáp, bị kẻ xấu làm nhục, hãy chuẩn bị một rút nước nóng. Người đội mũ vàng đi trước dẫn đường, hai tiểu đồng đi phía sau ông lão mũ vàng. Tên người hầu cũng đi theo, đi qua vài cửa bên trong lầu các hoa lệ. Hai bên đường có trúc mọc xanh giống như là dinh thự của quan đại thần còn chưa đi đến sân nhà chân quân quay đầu lại sao lại có mùi phàm tục nhỉ một người đội mũ vàng đi ra xem xét lúc này tên người hầu không có chỗ nào để ẩn nấp nên đã bị bắt nhìn thấy chân quân tên người hầu Giạp người quỳ lạy dập đầu xuống đất mà kể hết dụng ý của lão Thìn chân quân giận dữ nói tên ác quan này thật là tàn độc sắp có mối họa khiến cho gia tộc của hắn bị hủy diệt cũng bởi do chính hắn gây ra. Hắn ta cũng sắp chết, còn dám hỗn sược hại người khắp nơi, tội không thể tha. Trần Quân quát mắng tên người hầu và đuổi đi. Tên người hầu bái tả sau đó đi nhanh ra cửa, chạy đến vụ tam giang cầu kiến lão thìn. Lúc ấy đêm đã khuya lão thìn nghe nói tên người hầu đến, vội vàng ra khỏi giường rồi cho gọi người hầu vào. Tên lính hầu thuật lại từng tận mọi điều đã nhìn thấy. Lão thìn lớn tiếng thở than, tiếc nuối Chờ tối hôm sau tên người hầu dẫn đường cho lão thìn đến chỗ của ông lão mũ vàng. Lão thìn mặc quần áo bình dân, đi đường không có khui chống quát tháo. Cùng tên người hầu đến chỗ của ông lão. Lúc trời sáng tên người hầu gõ cửa cầu kiến. Người giữ cửa hỏi là ai người hầu liền đáp. Lý thìn đại nhân xin bái kiến chân quân. Không lâu sau từng lớp cửa được mở ra. Tên người hầu đi vào trước để bái kiến gặp lại chân quân để nói lý à, Thị đại nhân xin cầu kiến lão thiền nhanh chóng bước đến để bái kiến chân quân ngồi ở phía trên đại điện đội mũ viễn du quán mà Trưng hầu vương thường mang thân mặc áo cửu hà sắc mặt rung mạo rất nghiêm trang lão thiền nằm dạp trên mặt đất nói trách nhiệm của tiểu dân là quản lý dân chúng chỉ có sử dụng quyền lực mới có thể làm cho dân chúng kính sợ nếu chỉ cần một chút sợ hãi nhu nhược sẽ làm tổn hại uy danh ngày hôm qua không ngờ lại lăng nhục bức ngại đại tiên bản thân thấy rất có tội cho nên đến đây xin được nhận tội mong đại tiên thương xót thông cảm cho chân quân liền tranh cứ ngươi dựa vào giết chóc tàn nhẫn và gây dựng nên thanh danh độc chiếm lợi ích mà chưa thi thỏa mãn không lâu nữa sẽ đại họa đến ngươi còn ở đó quát tháo ra oai lão Thìn lập tức dập đầu cầu khẩn nhưng chân quân vô cùng tức giận và không đáp không lâu sau một người đội mũ vàng từ phòng phía đông đi xa, chắp tay đứng bên cạnh chân Quân quỳ xuống nói. Phổ doãn phổ tam giang tuy mắc tội mạo phạm nhưng ông ta cũng là quan lại của thiên tử. Hơn nữa đồng phổ của chân quân cũng nằm trong khu vực quản lý của ta. Cần phải giảm nhẹ xuống một chút như thế cho hợp lễ. Nói xong Trần Quân nói cho người đội mũ vàng mời Lão Thìn lên đại điện. Cần chuẩn bị một chiếc ghế nhỏ để cho Lão Thìn ngồi xuống. Chân quân cho người rót rượu qua mấy tuần rượu rồi mà vẫn chưa hết thức giận. Người đội mũ vàng lại nói với chân quân. Từ ngố nghịch mạo phạm phổ doãn phủ tam giang thật sự khó có thể khoan dùng. Thế nhưng mà chân quân cải trang cho giấu thần vận, dạo chơi nơi trần thế. Phạm nhân làm sao có thể phân biệt ra? Trước đây con rồng trắng của thiên đế, bởi vì hóa thân thành cá mà bị ông lão đánh cá bắn trúng, cũng chịu khổ không ít, xin ngài thận trọng suy xét. Trần Quân suy nghĩ hồi lâu rồi nói với Lão Thìn Ta thứ cho gia tộc của ngươi Nhưng nơi đây không phải chỗ người có thể ở lại lâu Lão Thìn nhanh chóng đứng dậy bái tạ chân Quân rồi rời đi Cống với tên người hầu trở về nha phủ Lúc này trời đang hừng sáng Lão Thìn lại nói lại việc này cho người nhà nghe Nhưng dặn phải giữ bí mật Về phần của phủ Trần Quân Lão Thìn đi được một chặp thì một thư sinh đầu đội mũ vàng tiến lên rồi bẩm báo. Phạm Trân Quân nghe rằng có điều bỏ sót Tên ác quan này đã từng gây ra cơn mưa máu gió tành Chính hắn đã hạ lệnh cho giết cả nhà quan chiêu Quan chiêu nào? Dạ là quan chiêu người đi về ngày cõi Là phán quan của phong đô đại đế Chúa tể của thần minh địa ngục Quan chiêu đó có địa vị ngang hàng Với thập điện diêm vương nhất định không thể đặc tội Trân Quân Hoàng Kinh nói Ta đã phạm phải sai lầm Bay đầu nghe lệnh ta những tưởng sau lần được thần nhân tha mạng, cuộc sống giàu sang vinh hiển vẫn còn. Thế nhưng không, một đại nạn lâm đầu mà lão thìn không hay. Bắn đi một tuần sau thì quận chúa Trần Dương bị mất. Tướng quân Trần Lễ thương cả mãi không thôi, trái cứ ngự y trần đoán bệnh không đúng thuốc và châm cứu không hiệu quả. Thế là ra lệnh cho phủ tam giang đem ngự y trần tông thiệu cùng với người nhà đi chém đầu. Nhưng mà lão thìn đã nhận hối lộ để hoãn hình phạt nhận tiền của bọn người Trần Tông Thiệu đến mấy ngàn vạn. Sau khi việc nhận hối lộ bị phát xác, Lão Thìn bị phế bỏ quan tước đánh 300 roi, cả gia đình phải đi tha phương cầu thực. Cha vợ của lão là quan thượng thư cũng bị tống giam vào ngục tối, chờ ngày thánh thường xử trí vì tội tham mô của công, hà hiếp dân lành, mua quan bán tước. Phút chốc lão thìn trở thành kẻ không nơi bám víu, sát díu vợ con về lại làng xưa, sinh sống bằng nghề xoay ếch. Bà đứa con của lão trong một lần đi mò ốc chẳng hiểu sao nước nông đến đầu gối mà chết nổi cả ba. Vợ của lão quen thói hàng hiếp dân, sống trong nhung lụa nay chịu cảnh nghèo nàn, cơm không có mà ăn. Thêm việc ba đứa con chết cùng một ngày nên đổ bệnh, quát đức quá hộc máu mà chết. Cảnh giàu sang phút chốc đã tan thành mây khói. Điểm đó lão kết thúc cuộc đời bằng một chén rượu độc. Thầy trò quan chiêu vẫn hành tàu âm dương làm thiện cứu đời. Sau khi quan chiêu mất, Tiểu đồng được truyền thụ pháp thuật tiếp tục kế thừa di chỉ của thầy. Sau này nổi danh cả cõi nước Nam. Riêng về phần lão thìn thì hành trình thọ tội trong cõi âm tàu tôi xin kể trong tập tiếp theo. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.